lâu đã nổi tiếng là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi thờ phụng Nam Bang Thủy Tổ Đinh Dương Vương. Nhớ ngày 18 tháng Giêng, ngày giỗ Thủy Tổ thiêng liêng nước nhà, dù ăn xuôi ở gần xa, tìm về Bắc Ninh giữ làm đạm đoàn. Bắc Ninh là nơi phát tích của vương triều nhà Lý, triều đại khai mở và xây dựng nền văn minh đại Việt. Trải qua các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê, Bắc Ninh thuộc lộ Bắc Giang, Trấn Kinh Bắc. Thời Nguyễn chính thức mang tên Trấn Bắc Ninh năm 1822 và tỉnh Bắc Ninh năm 1831. Bắc Ninh là đây, Kinh Bắc là
là về với quê hương của thi ca nhạc hòa, về với cội nguồn dân tộc và văn hóa Việt Nam. Từ nguồn cội con cháu Lạc Hồng, trong vô tận của thời gian, từ sự biến điệu của không gian, văn hiến Việt Nam đã hun đúc nên một vùng đất Bắc Ninh linh kiện với những nét văn hóa đặc trưng, vùng đất của văn hóa tâm linh, của lịch sử văn hiến, khoa bảng, lễ hội, làng nghề, kiến trúc, vùng đất có di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, dân ca quan họ Bắc Ninh. Việt Nam, Phật giáo phát triển mạnh ở triều Lý và Trần và tiếp tục lan tỏa mở mang ở thời Lê Nguyễn. Kiến trúc đình đền chùa thời Lê Nguyễn trở thành đặc trưng phong cách Việt Nam. Nhiều di tích đã được xếp hạng tiêu biểu, có chùa Dâu, chùa Phật Tích và chùa Bút Tháp đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Mênh mang bóng ngả sang chiều, đi lâu vọng lại bao điều
đầy vơi. Ơi vùng dâu của ta ơi, trăm gian cổ tự vạn lời thiết tha. Phật tích lụa vắt sườn non thần núi đặt, gió lùa cửa đồng sóng thông reo. Bầy non mây phủ tam thần đảo, vạn hốc chuông rung chín khúc thiểu. Bắc Ninh là vùng đất hiếu học và khoa bảng. Văn miếu Bắc Ninh, nơi tôn thờ trên 677 tiến sĩ quê hương Kinh Bắc, chiếm 1/3 các vị đại khoa của cả nước. Bắc Ninh là vùng đất tiêu biểu của nền văn hiến Việt Nam. Quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc, giang sơn tổ khí với thế đất núi sông hùng vĩ linh thiêng, đã sinh ra nhiều nhân tài cho quê hương đất nước. Mão Điền đã thành biểu tượng của lòng hiếu học.